Rồi, hôm nay tiếp tục vào khu đất lung ở miền Tây mình xem cắt lúa nữa nghe các bạn ơi. Hôm nay mình đã chuyển vùng rồi. Bữa nay ở trên đồng mình có hai chiếc máy đang cắt rất là ăn ý luôn nghe các bạn. Con Kubota 70 Blade New Server với con máy cắt lúa DC93 của mấy anh em ở dưới Vĩnh Thạnh về dòng viền mình để mở đồng để cắt luôn kết đồng luôn nghe các bạn ơi. Hôm nay dịch bệnh quá thì mấy anh em không có đi xa các bạn, mấy anh em chỉ cắt vòng vòng địa phận trong thị trấn Trung Việt thôi nghe các bạn ơi. Rồi đất bữa nay thì nói chung là nông dân mình mới vừa bơm nước ra nên là nước nó còn sền sệt rất là lầy lội luôn nghe các bạn. Rồi bông lúa ở đây thì rất là đẹp luôn, để mình quay cảnh thu hoạch lúa ở đây cho mấy bạn xem nha. Rồi mời tất cả các bạn cùng mấy anh em mình ra đồng làm việc nha các bạn ơi. Rồi hôm nay tiếp tục vào khu đất lung ở quê mình để xem bà con quê mình cắt lúa nha các bạn ơi. Hôm nay cỏ nó cao tới đầu mình, rất là khó quay. Mình đang đứng ở trong cặp bờ vườn nha các bạn. Vậy là cỏ nó mọc quá trời luôn rồi. Ở trong đây có rất là nhiều dắt luôn nha các bạn ơi. Mấy cái cỏ này khi mà ướt ướt đất á, dắt nó bò ra rất là nhiều luôn. Rồi bữa nay qua rất lợn, nói chung là qua dại ở quê mình nó mọc rất là nhiều, đang đơm bông cho tới Tết luôn nha các bạn. Giờ là vô vườn là hoa này nhiều lắm nè. Để mình ra ngoài này mình quay mấy anh xì cá cho mấy bạn coi nha. Nãy giờ cá nhóc ở trên luôn, mấy người đó đi lụm cá dữ lắm cá luôn các bạn. Cá chê trắng á, nó lên bờ rồi bị bơm nước rồi mắc cạn lại các bạn. Nó cao lên áo trắng đó, nãy giờ lụm cũng khá là nhiều á các bạn ơi. Rồi hình như là lụm được con cá chê nữa kìa các bạn ơi. Không có, không bắt được con nữa, gà bỏ vô rồi. Trời ơi, cá chê nó bự. Bỏ một bao thôi chưa, rồi đi đường còn bắt được cái gì nữa, nó chi là mấy ông xịt nó dính rồi đó các bạn. Hôm nay cũng lụm hoài luôn rồi, bao rồi kìa. Thank you.
là bông nè các bạn. Rồi nhìn cái dàn lá nó còn xanh um mà bông nó đã chín vàng hết trơn rồi các bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Sẽ cụ ở trong mẫu thì rút luôn nha các bạn, để mình quay cảnh sư cụ ra xuống ngoài này mình quay cho mấy bạn coi nha các bạn. Cái anh hân lúa mà anh cứ nhìn ở phía sau để anh đi bắt cá không các bạn, cá nó nhiều quá trời nhiều luôn rồi, nãy mình lại trễ quá. Mấy ông chị cá này nãy giờ bắt biết nhiêu cá chê nói các bạn, cá chê cá lóc cá gô nhiều dữ lắm, nhiều các bạn ơi. Nãy giờ mấy ông sẽ vô mắt vợ chồng cá chê không các bạn, cặp không. Xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là mấy anh em mình cắt xong rồi các bạn ơi. Bây giờ là chuẩn bị vượt mẫu để qua bên mấy khu ruộng bên kia để cắt nha các bạn. Mấy ruộng vòng vòng bên đó nó đã chín vàng hết trơn rồi kìa các bạn. Chắc qua ruộng kế bên đó các bạn ơi. Giờ là xem máy này vượt mẫu nữa các bạn. Cái dốc này cũng khá là cao nè các bạn, nó đang lên đó nha các bạn. Rồi qua túc bên kia cắt luôn các bạn ơi, để mình tranh thủ qua bên đó để mình quay cho các bạn coi nha. Sát quá không có cắt được.